Chào các bạn, đây là bảng tính toán của Pascal. Thì hôm nay mình sẽ trình bày cách sử dụng bảng tính này. Đầu tiên là các thông số màu đỏ, các ô màu đỏ sẽ là các ô mà chúng ta nhập dữ liệu vào. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập mã thép. Ở đây tôi sẽ sử dụng mã thép CT42 chẳng hạn, tương đương với E400 nhé. Và E là module đàn hồi. Tiếp sau là hệ số điều kiện làm việc, ở đây mình lấy không bằng 0.95 đối với cột. Và nhập tiếp theo phần nhập nỗ lực tính toán cột. Ở đây bảng tính sẽ tính với hai loại tổ hợp là tổ hợp Nmax và N tương ứng. Và Mmax và N tương ứng là M1. M1 là giá trị moment lớn nhất trong 1/3 chiều dài cột. Và cái giá trị M1 này chúng ta sẽ sử dụng trong việc tính toán ổn định trong một khoảng quân của cột. Đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành lấy nội lực từ SAS ra. Thì giả sử mình có một cái sơ đồ nhà xưởng như này, và chúng ta sẽ tính toán với cái cột khuôn biên này, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta tiến hành suất nội lực, chúng ta để đến mình là kN/m và chọn cột này và suất nội lực trong Excel. Frame output, chọn tổ hợp nội lực kỹ thuật. À, ok, còn chúng ta sẽ copy sang Excel. Mình sẽ xóa hết cái nội lực này đi. Ok, sau khi paste nội lực sẽ ra sang, chúng ta sẽ tiến hành lọc nội lực. Đầu tiên là chúng ta sẽ lọc lấy tổ hợp. Chúng ta sẽ lọc lấy tổ hợp Nmax. Nmax ở đây chính là 2 giá trị 60 và 58. Đấy, vậy chúng ta sẽ lấy giá trị là 60 kN, 60.9 kN và M tương ứng là 25.7. 60.9 M tương ứng 25.7. M1 đúng không ạ? M1 thì chúng ta sẽ xem là cái tổ hợp ở đây chúng ta lấy được tổ hợp CB21. Đây thì chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ sau cái nội lực của CB21 đây. CB21 M1 là giá trị tả moment tại 1/3 của trên cột về phía mà một có moment lớn nhất. Đây thì đây là cái cột này dài 6.75m, đúng không? Thì 2/3 nó sẽ rơi khoảng vào tầm 24m3 thì chẳng hạn, đúng không ạ? Thì gần 23. Là 29.3 đúng không ạ? Các bạn nghe này. 29.3. 29.5. Tiếp theo tổ hợp Nmax. Chúng ta sẽ lọc cái Nmax 2.9 này. 2.7 này. Chúng ta sẽ lọc cái nó rất là nỗ lực này xem nào. Cái nào sẽ như vậy. Đây, 2.2 AP là 50 đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy tổ hợp này đi. CB24 N bằng 50.5 và M bằng 72.8. N bằng 50.5 và M bằng bao nhiêu? 72.8. Rồi, tiếp theo M1. Thì đây chúng ta là đang lấy cái tổ hợp là CB24. Thì chúng ta sẽ tìm vào trong etap và sâu vô nội lực của CB24 lên. CB24 đúng không ạ? Rồi, mình lên 1/3. Đây mình lấy sẽ khoảng 2m đi. Hai mét bé quá, thì giờ chúng ta sẽ lấy bên này.
Là trên này ở đây là 31, 4,3, 28, 37. Ok, chúng ta đã kết thúc phần nhập nội lực. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhập tiết diện của cột, tiết diện của cái cột hộp này. Tiết diện ở đây chúng ta sẽ chiều dài T bằng 0,8 nhỉ. H thì ở đây giả sử mình sẽ là 30 đi, giả sử thì B sẽ là 20 chẳng hạn. Cột chiều cao cột ở đây là 6.75m đúng không ạ? 6.75cm. Thì ra là khoảng 4 của cột là khoảng cách giữa các điểm cố định không cho cột chuyển, tức là khoảng cách giữa các cái rằng này. Thì rằng ở đây cao độ là 5m thì chúng ta sẽ lấy cho bằng 50. Tiếp theo là chọn các kiểu liên kết của cột với móng và cột với kèo, đúng không ạ? Thì giờ đây chúng ta sẽ chọn nhà, có hai loại liên kết nhà với thước, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn nhà. Ok, và tiếp theo là phần nhập đặc trưng tiết diện của dầm liên kết trên đầu cột. Thì sẽ chúng ta sẽ nhập hai giá trị là moment cao tính của dầm và nhịp dầm. Thì giả sử đây là chúng ta lại cái kèo này đi, BI 450 đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm đây, chúng ta sẽ lấy đây, luôn cái BI ở đây. Đây có thể sơn lũ cm, xong rồi để đỡ phải đổi dung vị. BI 450 đây rồi. Vậy là moment quán tính thì là bằng 26.892 đúng không ạ? 26.892 đúng không? Và nhiệt dầm ở đây là dưới 10m. Ok, vậy như vậy chúng ta đã kết thúc xong phần nhập nhập thông số đầu vào. Tiếp theo là cái phần tính toán. Thì ở đây chúng ta sẽ bảo tính sẽ đưa ra được các đặc trưng hình học của cột tiết diện, diện tích tiết diện này. Một mình có tính theo trường tử x, một mình có tính theo trường y đúng không ạ? Và mô hình hàng uốn theo trường x. Và bán kính có tính theo các phương. Phần tiếp theo là phần tính chiều dài tính toán ở trường của cột đúng không ạ? Thì sẽ có công thức là lx bằng mu nhân h cho nó mu thì là hệ số thuộc vào cái liên kết hai đầu của cột đúng không ạ? H là chiều dài của cột. Đấy. Thì ở đây là hoạt tính thì chúng ta tính được lợi ích bằng 743 đúng không ạ? Nét trong đó. Tiếp theo là giờ kiểm tra điều kiện độ mạnh quy ước đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tính được cái độ mạnh theo các phương lambda x nhân lambda y và độ mạnh giới hạn là 179 đúng không ạ? Và độ mạnh giới hạn 175. Trong đó độ mạnh chúng ta thứ hai phương là x y lần lượt là 65.8 và 67. Như vậy là độ mạnh quy ước lớn hơn độ mạnh thực tế, do đó là cái cột này thỏa mãn điều kiện về độ mạnh. Tiếp theo phần kiểm tra bền. Đấy, thì đối với tổ hợp Mach, đây là ứng suất và đây là ứng suất cho phép. Đây là ứng suất đối với tổ hợp Mach và đây là ứng suất cho phép. Thì đây là thỏa mãn vì do ứng suất thực tế nhỏ hơn ứng suất cho phép. Tiếp theo phần kiểm tra ổn định của tổng thể trong vòng hoàng uốn. Thì như các bạn nào đã tính thử tính tay thủ công đối với phần kiểm tra ổn định thì các bạn nên thấy chúng ta sẽ phải tra trong bảng dân chưa tiêu chuẩn và phải nội suy rất nhiều, do đó dẫn đến là mất rất nhiều thời gian và đôi khi cần lấy tiền sai sót đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ không cần phải tra thông số bất cứ gì ở đâu nữa mà bảo sẽ tự tính toán và tra cho chúng ta đấy, thì bảo tính sẽ đưa ra cái kết quả luôn đúng không ạ? Trường hợp ok này là thỏa mãn đúng không ạ? Đây cái này ứng suất ok là thỏa mãn. Tiếp theo phần kiểm tra ổn định tổng thể ngoài mặt phẳng uốn đúng không ạ? Đấy thì cũng như giống như trong mặt phẳng uốn thì bảo tính sẽ tự tính toán mà chúng ta không cần tra các thông số hay nội suy ở đâu hết, ở đây bảo tính sẽ tự tính toán hết đúng không ạ? Đấy thì bảo tính sẽ trả về các kết quả về ứng suất đúng không ạ? Đấy, đối với tổ hợp Mach và tổ hợp Mach đúng không ạ? Cái giá trị này là nhỏ hơn giá trị cho phép, tức là bằng gamma nhân với gamma c nhân với f, đây gamma c nhân với f thì là trả về kết quả ok, thì được nghĩa là cột chúng ta chọn là thỏa mãn. Tiếp theo là phần 6 là phần kiểm tra ổn định cục bộ của bản bục đúng không ạ?
thỏa mãn. Thế thì top theo năm 2017 nó giới thiệu thực tế là 35,5, vậy là ok. Và phần cuối cùng là kiểm tra ổn định cục bộ của bàn cánh đó. Và cho phép là 29,9 và thực tế là 23 thôi đó, vậy là thỏa mãn. Trên đây là mình đã trình bày cách sử dụng bảng tính toán kiểm tra cột theo hộp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.